Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Libero Việt Nam. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Home Zone Pass Assist là một giải pháp vô cùng tiện lợi không chỉ cho chị em phụ nữ mà còn dành cho cả đấng mày râu khi phải đỗ xe ở chỗ chật hẹp, đường phố thì đông đúc, phương tiện thì tấp nập. Đây là trang bị công nghệ thông minh, một sự hỗ trợ vô cùng tuyệt vời đối với người lái xe. Hãy cùng Libero tìm hiểu về công nghệ này trong video dưới đây. Giải thích về hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Home Zone Pass Assist. Như chúng ta đã biết, hàng ngày ta đều cần phải thực hiện một nghi thức luôn lặp đi lặp lại, chính là ra vào bãi đỗ xe nhà mình. Cho dù muốn hay không, việc lặp đi lặp lại này sẽ gây sự chán nản cho nhiều người lái. Vậy nên hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động ra đời, công nghệ Home Zone Pass Assist của Bosch đã giúp tự động hóa công việc nhàm chán này. Chỉ với một nút bấm, chúng ta có thể đỗ xe tại nhà hoàn toàn tự động. Nhờ có Home Zone Pass Assist, công việc tẻ nhạt hàng ngày có thể trở nên hoàn toàn yên tâm và an toàn hơn. Thậm chí, hệ thống còn phát hiện chướng ngại vật và điều chỉnh đường đi theo môi trường xung quanh. Ngoài ra, người lái xe có thể quyết định thực hiện quy trình đỗ xe từ bên ngoài xe hoặc từ bên trong. Vì vậy, người lái xe có thể lựa chọn sử dụng công nghệ này mọi lúc. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Home Zone Pass Assist bao gồm những thành phần nào? Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Home Zone Pass Assist là một trong những công nghệ vô cùng hiện đại và tân tiến. Nó bao gồm 4 phần từ chính. Đầu tiên là cảm biến siêu âm. Home Zone Pass Assist sử dụng cảm biến siêu âm để phát hiện các chướng ngại vật, đồng thời giám sát không gian trong khi di chuyển hoặc thực hiện đỗ xe. Ngoài ra, camera tầm gần là thành phần thứ hai, giúp cung cấp một tầm nhìn xung quanh rõ ràng cho người lái xe. Electronic Stability Program là thành phần thứ ba. Hệ thống cân bằng điện tử này cung cấp khả năng kiểm soát phanh cho xe, nó giúp xe có thể phanh lại tức thời trong trường hợp có chướng ngại vật. Ngoài ra, Electronic Stability Program cũng cung cấp sự bảo vệ cho xe, tránh xe bị trượt trên những mặt đường trơn. Và cuối cùng là cảm biến radar góc. Thành phần thứ tư này giúp tăng thêm sự tiện lợi và an toàn cho người ngồi trên xe. Nó cũng cung cấp các chức năng lái xe tự động hỗ trợ tài xế. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Home Zone Pass Assist hoạt động như thế nào? Đầu tiên, người lái xe cần phải dạy hệ thống bằng cách đưa xe vào chỗ đỗ một lần để hệ thống có thể hiểu đường dẫn. Hệ thống cũng cần hiểu điểm đầu và điểm cuối của lộ trình, chọn Home Zone Training, sau đó bấm Start rồi thực hiện việc đỗ xe. Sau khi hoàn tất, nhấn chọn Finish. Khi hệ thống báo Home Zone Training Finish Successful, đồng nghĩa với việc bạn đã huấn luyện thành công cho hệ thống này. Điều này đều xảy ra trong lần lái xe đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ cần thực hiện thao tác này một lần duy nhất, còn những lần sau, chỉ với một nút bấm, chiếc xe yêu sẽ ngoan ngoãn đỗ vào đúng vị trí đã thiết lập ban đầu. Hơn nữa, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Home Zone Pass Assist này có thể lưu trữ 10 quy trình đỗ xe khác nhau. Như vậy, khi xe đến vị trí ban đầu, xe sẽ tự động đỗ vào chỗ riêng. Trong trường hợp hệ thống phát hiện chướng ngại vật, nó sẽ phanh. Nếu chướng ngại vật không quá lớn, hệ thống sẽ điều chỉnh một chút trên lộ trình, chiếc xe có thể tự lái vòng qua chướng ngại vật. Bộ cảm biến dữ liệu tổng hợp tạo ra cảm giác rõ ràng về một thế hệ kỹ thuật số biến đổi mạnh mẽ về môi trường xung quanh khi bạn có thể đỗ xe một cách tự động chỉ với một nút bấm. Như vậy, khi người lái kích hoạt Home Zone Pass Assist, họ chỉ cần kiểm tra chuyển động của xe và có thể dừng hành động này bất kỳ lúc nào mình muốn. Những lợi ích mà công nghệ hỗ trợ đỗ xe tự động Home Zone Pass Assist đem lại. Trước hết, hệ thống sẽ giúp tài xế tiết kiệm thời gian, tránh những tình huống đỗ xe ở nơi đường xá tấp nập, xe cộ đông đúc gây căng thẳng. Không chỉ tiết kiệm thời gian mà Home Zone Pass Assist còn giúp người lái tiết kiệm được công sức cho việc đỗ xe khi gặp phải những tình huống có chỗ đỗ nhỏ hẹp. Không chỉ vậy, công nghệ tuyệt vời này còn đo lường chính xác khoảng cách an toàn giữa các xe, giúp giảm thiểu tối đa việc chảy xước hoặc va quẹt ngoài ý muốn. Hệ thống hoàn toàn tự động hóa quy trình đỗ xe thông thường, tạo thêm sự yên tâm và an toàn cho tài xế. Bên cạnh đó, Home Zone Pass Assist cũng có thể thực hiện những hành trình đỗ có phạm vi di chuyển lên tới 100m, một con số vô cùng ấn tượng. Và cuối cùng, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động có thể phát hiện chướng ngại vật và điều hướng sao cho phù hợp. Do đó, Home Zone Pass Assist làm cho việc đỗ xe trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Bạn có đánh giá gì về công nghệ này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like, kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe hơi Libero để theo dõi những video review xe, hướng dẫn chăm sóc xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.